chúng ta lại đi tìm hiểu thêm về dropship ở trong bài 3. Đó là các yếu tố quyết định đến sự thành công khi làm dropship. Có sự thất bại, được chưa ạ? Đầu tiên là mình nói về sự thất bại thì không thể nào thành công ngay từ lần đầu tiên được, đúng không ạ? Nhưng mà tôi và bạn đồng hành để chúng ta có thể có một cái khởi đầu nó dễ dàng nhất, một cái sự khởi đầu nó hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng nếu như bạn bạn học dropship và bạn thực chiến với một kênh, một nhà cung cấp, một khách hàng hoàn toàn mới, thì việc đầu tiên là bạn hãy chuẩn bị cho mình một sự thất bại trước mắt. Tại vì ai cũng phải vấp ngã ít nhất một lần, được chưa? Không thể nào mà chúng ta thành công một cách nó quá là rực rỡ, hoặc là không thể nào mà chúng ta mang mong kỳ vọng một cái điều gì nó quá lớn, đúng không ạ? Hoặc là một cái điều tốt đẹp nó mỹ mãn ngay từ lần đầu tiên được. Thì cái sự chuẩn bị, một cái sự thất bại thì giúp bạn bắt đầu sớm hơn khi mà gì ạ? Khi mà các bạn quay trở lại với việc kinh doanh. Và đây cũng là cái chuẩn bị tâm lý. Nếu như mà có thất bại thì mới có thành công được, đúng không ạ? Thì cái tiếp theo đó chính là cái sự chuẩn bị cho mình một số vốn nhỏ. Đơn giản là để bạn nhập một số lượng hàng. Bạn cần phải có một cái số lượng hàng hàng mẫu, được chưa? Để các bạn test và trải nghiệm. Bạn chỉ có thể tự tin quảng bá sản phẩm khi mà bạn là những người sử dụng nó, được chưa? Dropship không yêu cầu bạn phải nhập hàng về, đúng không ạ? Nhưng mà bạn có thể nhập một hai món về để gì? Để bạn có thể chụp hình cho nó đẹp hơn. Các bạn có thể quay video review để giới thiệu cái sản phẩm của mình bán. Bạn giống như là một nhà bán hàng vậy. Bạn cần phải làm sao đấy để thể hiện một cách trực quan, sinh động nhất cái sản phẩm của mình cho với cho gì, cho cộng đồng mạng, cho với cộng đồng của bạn, cho với khách hàng đấy. Và mắt thấy, tay sờ và miệng nói thì cái lòng tin về cái sản phẩm của bạn đối với khách hàng thì ngày càng cao. Thì khi mà bạn nhập hàng về thì đó là cái sự chuẩn bị bỏ vốn, ngoài cái việc mà bạn phải chuẩn bị vốn để gì, để các bạn nhập hàng, đúng chưa ạ? Để các bạn nhập hàng khi mà có đơn thì việc có vốn vốn nhỏ, được chưa, để giúp các bạn mua thêm các dụng cụ, giúp mình thành công hơn trong việc làm dropship. Cái chú ý thứ ba khi mà bạn làm dropship để tăng tỷ lệ thành công là bạn hãy quan hệ nhiều hơn một đối tác, đúng không ạ? Thì vì vì những lý do sau, khi mà các bạn có thể là hết mẫu, nhà cung cấp có thể hết cái mẫu hàng này. Ví dụ bạn đang là làm dropship với ngách thời trang đi, khi cái bộ váy này hay bộ quần này hay là cái giày này nó hết mẫu thì các bạn có thể nhà cung cấp khác nó sẽ còn, đúng chưa? Bạn có thể cung cấp ngay cho khách hàng để lấy một cái phương án dự phòng. Một vấn đề nữa đó là hãy tạo cho mình một cái kênh thương hiệu, hãy tạo cho mình một cái shop online để gì ạ? Để tất cả những bạn bè của bạn, những khách hàng đã mua hàng của bạn, đã quen thuộc với bạn rồi, biết bạn và họ có một cái ấn tượng sâu. Đây là cái tiền đề để bạn sau này mở những cái shop offline và người ta khách hàng sẽ đến ủng hộ bạn. Và đây là một cái vấn đề làm ăn lâu dài. Các bạn có thể tạo ra một cái kênh thu nhập thụ động thành một cái kênh thu nhập chính thức nếu như mà đủ tất cả các yếu tố, bạn có thể mở cửa hàng vì cái thương hiệu của bạn đã nổi tiếng trên online rồi, bạn có chỗ đứng trên thị trường rồi, thì bạn rất dễ dàng thành công ở cái mạng dropship này.